Hello, mình xin chào tất cả các bạn. À, giống như cái tiêu đề của mình viết ở video của mình đó các bạn, thì chắc hẳn là các bạn đã thấy được uh, cái um, điều mà mình mong muốn muốn chia sẻ đến các bạn đó là cái trải nghiệm của mình về thi B1 các bạn ạ. Ngày hôm qua thì mình đã nhận được cái kết quả từ trường gửi về. Um, đây các bạn là một cái phong bì và bên trong có những cái gì thì mình sẽ mở ra và sau cho các bạn cùng xem. Um, ngày 26 tháng 10 năm 2019 vừa rồi đó các bạn Thì mình đã trải qua một cái um, buổi thi B1 Để lấy cái chứng chỉ Certificate uh, BI Briefing um, Mình hy vọng rằng cái video này sẽ hữu ích với các bạn đang học tiếng Đức Và những bạn mà uh, đang chuẩn bị ôn thi Cũng như đang ôn thi để sắp tới có một cái kỳ thi đạt kết quả tốt Thì hôm nay mình đã nhận được cái kết quả này và mình rất hân hạnh được khoe với các bạn cũng giống như là uh, chia sẻ với các bạn một chút cái kinh nghiệm của mình khi mà mình nhận được cái phong bì này các bạn thì trong cái phong bì này sẽ gồm có hai có hai tờ hai tờ thì trong đây nó sẽ có một cái tờ là uh, giống như kiểu uh, chúc mừng đó các bạn và thông tin cho mình thêm về cái việc là nếu như bạn muốn học tiếp lớp cao hơn tiếp theo thì bạn có thể học ở đâu và nó sẽ bắt đầu từ khi nào cái này thì mình không cần thiết ở đây ha thì mình sẽ bỏ nó qua một bên và đây là cái chứng chỉ mà mình nhận được các bạn mình xin phép được che cái phần ở trên các bạn nhé và các bạn có thể nhìn thấy phần ở dưới thì nó gồm những cái thông tin về cái số điểm mà mình đã nhận được trong cái kỳ thi vừa rồi cái phần thi Uh, của B1 này thì nó gồm 3 phần hören và lesen là một phần, schreiben là phần thứ hai và sprechen là phần thứ ba. Thì nếu các bạn đạt những cái điểm giống như là cái quy định đưa ra, ví dụ như là hören và lesen uh, nó gồm có 65 câu hỏi và tổng cho số điểm 65 câu hỏi đó sẽ là 45 điểm và nếu các bạn đủ 33 điểm thì các bạn sẽ đạt B1 đó, đấy là cái barem của cái thang điểm mà chúng ta cần đạt được. À, về cái việc mà mình thi như thế này đó các bạn. Nó có 3 phần. Phần nói đó các bạn, thi nói thì bắt buộc các bạn phải đậu B1. Tức là đủ điểm B1 thì mình sẽ vượt qua cái kỳ thi này. À, và còn hai phần còn lại là phần nghe, đọc và viết. Nếu một trong hai phần đó các bạn có một phần đạt kết quả ở điểm A2 thì các bạn vẫn sẽ đậu Tức là phần 1 và phần 2 Các bạn được phép Đủ số điểm của A2 nó Không nhất thiết phải là B1 Các bạn vẫn đậu à, Mình thấy cái điều đó rất là mở cho chúng ta đúng không ạ à, Thì mình đã đạt được cái số điểm là 39-17 Và 94, thực sự cái số điểm này nó không phải là ở cái ngưỡng uh, gọi là xuất sắc nhưng mình cũng cảm thấy rất hài lòng bởi vì nó là một cái có kết quả rất là tốt sau cái quá trình mà mình học, cũng giống như là luyện tập của mình để uh, có được cái kết quả này. Thì về cái phần mà nghe, đọc và viết á thì nó là cái kỹ năng mà chúng ta chúng ta được tôi luyện trong cái quá trình chúng ta học và trau dồi ở nhà đó các bạn. Hoặc là ở đường, xá, bất kỳ nơi đâu. đó là ngôn ngữ mà các bạn. Phần nói thì đơn giản hơn một chút xíu là chúng ta có nhiều cái thời gian để luyện tập. Thậm chí chúng ta có thể học thuộc lòng một cái bài giới thiệu về bản thân. Phần nói là cái phần mà chúng ta có cái sự chuẩn bị kỹ càng nhất. Đó thì mình sẽ nói với các bạn là cái phần nói mình đã nói như thế nào. Và trải qua phần 1, phần 2 và phần 3 trong cái thai nói. Spreken đó các bạn thì nó như thế nào mình hy vọng rằng cái video của mình sẽ hữu ích với các bạn và nếu các bạn thích cái video của mình thì đừng quên like và đăng ký cái kênh của mình để có thể theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé à, về cái phần nói đó các bạn thì uh, khi mà uh, hoặc là đó các bạn họ giới thiệu về bản thân họ xong uh, My name is my colleague my colleague is, or my colleague is đó. thì mình họ sẽ nói là có nghĩa là bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân bạn uh, thì mình đã nói như thế này các bạn uh, mình sẽ thay đổi cái ngày tháng năm sinh và nơi sinh đi một chút để uh, nơi ở đi một chút để để uh... Ok mình đã nói như thế này Uh, mein Name ist Feng Nguyen und wurde ich am 6.11.1988 in Nam Dinh geboren. Nam Dinh ist eine große Stadt in Vietnam. Vor einem Jahr bin ich nach Deutschland gekommen. Ich wohne selbst in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lübeck. Ne? Uh, ich bin verheiratet. Ich habe noch keine Kinder, aber ich wünsche mir nächstes Jahr ein Kind. Ich, ähm, in Vietnam habe ich als Buchhalterin gearbeitet. In Deutschland habe ich keinen Job, weil ich nicht genug Deutsch spreche, um zu arbeiten. Ja. Meine Muttersprache ist Vietnamesisch. Ich kann auch Englisch und Deutsch sprechen. Meine Hobbys sind reisen, spazieren gehen und pflanzen. Ja, ich pflanze gerne im Garten. Ja. Und ich fühle mich wohl in Deutschland zu leben. À, và sau đó thì mình đã nhận được một câu hỏi và những câu hỏi sau nữa là cái lần vừa rồi bạn đã đi du lịch ở đâu các bạn biết không mình cũng hơi bị ngạc nhiên bởi vì đấy không phải là câu hỏi mình đã chuẩn bị khi mình nói rằng là mình thích trồng cây ở trong vườn đó các bạn thì mình nghĩ rằng họ sẽ hỏi mình là bạn thích trồng cái gì ở trong vườn bạn và bạn đã trồng những cái gì nhưng mình lại nhận được một câu hỏi về bạn đã đi du lịch ở đâu lần gần nhất đến thời điểm này và bạn đã du lịch bao nhiêu ngày đó mình cũng hơi lúng túng khi nhận được câu hỏi đấy nhưng mà mình đã trả lời một cách trôi chảy bởi vì thật ra nó nằm ở trong đầu của mình rồi và mình đã nói rằng là lần gần nhất mình đã đi du lịch bằng tàu từ đức qua đến tây ban nha và bồ đào nha wir sind mit dem Schiff gefahren von Deutschland nach Spanien đó. Thì uh, sau đó họ mới hỏi mình là thế thì mình đã thăm được những cái nơi nào, thăm được cái quần đảo nào đó các bạn. Uh, mình chỉ nhớ được trong đầu mình mỗi một cái đảo là đảo Madeira, đảo đó tuyệt vời đẹp tuyệt vời. Nhưng họ thật ra thì không phải ai cũng biết bởi vì cái hòn đảo đấy nó thuộc về một cái 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 uh, nơi khác đó các bạn mà nó rất là đẹp. Những ai mà um, yêu thích du lịch thì có thể tìm hiểu cái nơi đó và đi đến rồi nhưng mà khi mình nói là mình đã đi đến cái đảo Madeira thì giám thị lại hỏi mình là cái đảo này nó như thế nào hay là họ không hỏi mình là nó nằm ở gần cái đảo nào chỗ nào thì thật sự mình cũng không biết trả lời sao nữa các bạn vì với mình thì cái tiếng những cái quần đảo hay những cái đảo ở Đức nó cũng không phải dễ dàng có thể nhớ được mà đã đi rồi thì chỉ nhớ là à, mình đi du lịch ở đó thôi rồi đấy là phần nói phần 1 của mình và phần 2 thì mình đã nhận được một cái bức ảnh Trong bức ảnh đã có một người phụ nữ Hai um, kinder, trẻ em đó các bạn Và một con chó um, Thì mình đã nói rằng là cái Mình đã nhìn thấy ở trong cái uh, hình này có những cái gì out dem biến sie ich bla 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 Im hintergrund des photos Đấy là một cái câu mà thuộc về uh, Uh, cụm uh, genitive các bạn desk photos đó uh, mình đã nhìn thấy cái gì và mình nhìn thấy cái gì và mình đã miêu tả ra như thế nào thì uh, sau đó họ mới hỏi mình là uh, bạn có ý kiến như thế nào về cái điểm mạnh và điểm yếu trong cái uh, cái ảnh này tức là for tyler und nach tyler họ hỏi cái điểm mạnh và cái điểm yếu về cái việc uh, mà một gia đình có thú cưng đó các bạn house tier đó thì mình đã nói rằng là uh, với một cái gia đình mà có một con chó hay là một con mèo thì điều đó rất là uh, tốt bởi vì là chúng ta có thể chơi cùng với nó cảm thấy thoải mái khi mà chơi với động vật và cái điều đó cũng rất là tốt cho trẻ em bởi vì chúng có thêm những người bạn mới để có thể uh, chơi đùa đó và cái nắp thai lờ đó là ở bên đức đó các bạn nó khác so với việt nam mình mỗi một gia đình mà có một con chó đó thì sẽ phải mua bảo hiểm thì sẽ phải dắt chúng đi dạo mỗi ngày tối thiểu trung bình một ngày phải đưa đi dạo ba lần đó và nếu mà cái con chó mà lông nó dài đó các bạn thì cái việc mà dọn nhà đó sẽ phải thường xuyên uh, nếu không thì nó sẽ rất là hôi và rất là dơ cho nên là nếu mà có một con chó thì cái điểm mạnh của nó là chúng ta có thể uh, vui chơi với lại thú cưng sẽ cảm thấy thoải mái và relax nhưng mà nếu uh, có một con chó điểm yếu của nó là chúng ta phải Chạy với nó mỗi ngày ở ngoài đường các bạn ạ phải dắt nó đi tiêu đi tiểu đó, không thể nào suốt ngày ở trong nhà được. Đó. Thì uh, mình đã nói rằng nếu mà có một con chó điểm yếu của nó sẽ là uh, phải phải làm việc rất là nhiều đó. Thì mình nghĩ là mình bị mất 6 điểm trong cái phần nói đó, có nghĩa là mình đã có thể là bị sai um, article hoặc là Câu cú của mình sắp xếp đó không có được đúng ấy, các bạn. Với cái phần 3 thì mình đã nhận được một cái chủ đề là hãy làm một cái chuyến du lịch đến nước áo in the Schweiz đó thì mình với cái bạn partner của mình đó đã lên một cái kế hoạch để đi áo thì trong cái việc mà đi áo đó nó sẽ có hai nó sẽ có bốn cái punter mà mình phải nói đó là hãy lên kế hoạch đi du lịch ở áo đó, tức là lên kế hoạch cùng với bạn của mình đó thì mình sẽ nói là uh, hello, hello A hoặc là hello b uh, next monat habe ich Zeit und ich möchte gerne in die Schweiz fahren. Nhưng mà các bạn biết không mình bị bối rối và mình đã nói rằng là ich müsste in die Schweiz gehen. Từ Đức mà qua đến Áo thì phải đi bằng ô tô hoặc là đi bằng Flugzeug chứ mình không thể đi bằng chân được các bạn. Khi mà mình nói rằng là mình muốn đi ich müsste in die Schweiz gehen. Điều đó có nghĩa là mình muốn di chuyển đến áo để sinh sống Nó có cái nghĩa khác hoàn toàn Đó Và mình đã nói sai Thực sự mình đã phát hiện ra cái điều mình sai và mình muốn sửa Mình có thể nói thêm là Ah, man kann auch mit dem Auto fahren Đó Nhưng mà mình đã không sửa Mình biết là mình sai nhưng mình không sửa Tại vì mình thấy cái thời gian nó quá ngắn đấy các bạn Mà nó có tới bốn cái phung thờ lận các bạn Nên là mình sợ là mình sửa sai nó sẽ mất thời gian và mình sẽ không còn thời gian để nói những cái điểm tiếp theo và các bạn biết không nó có bốn punter. tờ điều quan trọng là nó có bốn punter nhưng mình với partner của mình chỉ nói được có hai punter tờ thôi các bạn Punter tờ thứ hai là nói về cái vi dung của bạn tức là cái vi dung của bạn có được phép du lịch ở spa không thì mình đã nói rằng là Ah, ich bekomme auch ich habe ein visum in vietnam bekommen und darf ich in Land in Europe reisen. Đó, có nghĩa là mình đã mình được phép đi trong 26 nước ở cái khối châu Âu này bởi vì cái visa của mình được lãnh sự quán ở Việt Nam cấp cho đó các bạn, được phép như vậy và mình nói rằng là mình không biết là cái visa của bạn thì sao? Bạn đến từ Iran đúng không? Uh, bạn có sẵn cái visa giống như mình không hay là bạn cũng phải hay là bạn phải xin một cái visa khác để có thể uh, du lịch ở nước Áo được. Mình đã nói với lại bạn ấy như thế và bạn ấy cũng um, yeah, ich weiß nicht genau, ja? Yeah. Dann xong rồi sau đó mình nói rằng là ok vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi đến một cái văn phòng du lịch nó là büroreise, các bạn. Uh, chúng uh, ok dann können wir einfach zum uh, Reisebüro gehen, da, yeah, da uh, thì ở cái nơi đó chúng ta có thể hỏi được những cái uh, tip để có thể có một cái chuyến du lịch tốt hơn. mình mới nói đến cái đoạn đó thì giáo viên nói rằng là ok. Sie haben alles gut gemacht und hier ờ na na na. Tức là họ nói rằng là hai bạn đã làm tốt rồi và các bạn có thể dừng ở đây, các bạn có thể đi về nhà. Đó thì theo như các bạn khi mà giám thị họ nói như vậy đó thì các bạn có thể giật mình không? Không hề ạ, bởi vì không phải là mình nói không tốt mà thời mà, mà bởi vì cái quãng thời gian mà dành cho cái phần nói nó không dài các bạn ạ Và mỗi người, hai người chỉ được có 20 phút di chuyển từ phòng này qua phòng kia rồi sau đó thì à, giới thiệu bản thân rồi bla 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 rồi nó có những cái lỗi cần sửa thế là mất một số cái thời gian đó các bạn thật ra các bạn biết không giám thị họ cũng tạo một cái tâm lý rất là thoải mái cho 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 người thi họ không làm căng thẳng để cho mình phải sợ đó các bạn họ cũng niềm nở cũng vui vẻ để cho mình cảm thấy được thoải mái thì à, nếu các bạn gặp vào trường hợp giống như mình Thì cứ sẵn sàng, ok, thank you um, uh, Thank you, đúng không? Cảm ơn Rồi sau đó xin chào và đi về thôi Chứ không cần phải uh, uh, Hỏi một cái gì cả Hoặc là đừng có lo lắng cái gì cả Và các bạn hãy tự tin rằng Nếu các bạn chỉ cần nói được một hoặc hai phông tờ thôi Mà các bạn nói lưu loát ấy Không có um, um, uh, Thì Thì là các bạn cứ tự tin vào đó, các bạn sẽ đậu Tại vì cái bạn mà thi cùng với mình á, Thì bạn ấy, mình cảm nhận bạn ấy nói không được lưu loát không được tốt Nhưng cuối cùng bạn ấy cũng đạt được 80 điểm các bạn ạ Đó các bạn thấy không Cho nên mình nói, mình muốn chia sẻ với các bạn cái clip này Để uh, các bạn hiểu rằng là uh, Chúng ta có cái khoảng thời gian Chuẩn bị cho cái phần nói á, Nó rất là tốt uh, Trong cái phần mà giới thiệu bản thân ấy Thì, thì các bạn nên dùng perfect Và dùng uh, preteritum các bạn nhé à, Rồi có thể dùng những cái như là Blood quan perfect thì B, B1, cũng, B1 cũng học xong các bạn Rồi thì à, có thể dùng à, conjunctive spy Đó, giống như là cái trường hợp mình nói rằng là um, Ich wurde am um, Uh, Jackson, Epstein, 1988 in Nam Định, Kiborland. Đó thì đó là Präteritum, các bạn đó mình nên kết hợp những cái câu đó với nhau hoặc là ich habe in Vietnam gearbeitet das ist perfekt nó là quá khứ perfect các bạn đúng không? Und ja yeah, ich habe rồi dùng những cái câu kết câu nối giống như là um so đó các bạn như mình nói rằng là mình uh, in Deutschland habe ich keinen Job weil ich nicht genug Deutsch spreche um zu arbeiten đó thì nó các bạn cố gắng nhớ những cái câu đơn giản như thế này để giống như là cố gắng thuộc lòng đó các bạn bởi vì khi mà các bạn nhớ được nó rồi đó, các bạn sẽ cảm thấy nó cũng khá dễ dàng để nói ra thôi vì khi mà mình thi đó các bạn thì mình cũng uh, cố gắng luyện đi luyện lại lầm bầm lầm bầm khi tắm khi đi ra đi vô đó các bạn thì mình sẽ nhớ và tự nhiên nó sẽ trở thành một cái gì đó quen thuộc và mình có thể sẵn sàng nói ra ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài đường mình gặp một người đức người mình sẽ hỏi nói chuyện với họ sau đó họ sẽ nói là uh, bạn ở Việt Nam bạn ở Đức bao nhiêu lâu rồi thì mình nói là ah uh, ich wohne seit einem Jahr in Deutschland đó hoặc là các bạn có thể dùng uh, for uh, for einem Jahr bin ich nach Deutschland gekommen đó thì uh, rồi sau đó người ta sẽ hỏi là uh, was sind Sie von Beruf oder was machst du? oder was bist du von Beruf ne? thì các bạn có thể nói ngay rằng là In Vietnam habe ich als Buchhalterin gearbeitet. In Deutschland habe ich keinen Job. Ja, uh, yeah. ähm, um, weil ich nicht genug Deutsch spreche, um zu arbeiten. Chờ ơi, khi mà bạn nói được câu đó thì mình đảm bảo với các bạn là người Đức sẽ khen bạn rằng là ôi bạn nói tiếng tốt quá. Tại vì thực ra mình cũng được khá nhiều người khen bởi vì họ thấy mình nói được. Mình cảm thấy mình nói chưa tốt nhưng mà như vậy so với một người nước ngoài ở cái nước của họ như vậy là cũng tốt rồi đó và chúng ta sẽ cố gắng có thể học nhiều hơn và tốt hơn thôi các bạn à, thật ra cái clip này thì mình rất mong muốn các bạn có một cái sự thoải mái hơn trong cái kỳ thi sắp tới bởi vì giám thị họ cũng rất là cởi mở rất là dễ thương không có làm cho chúng ta cảm thấy quá bối rối đâu các bạn nên các bạn cứ thoải mái và nếu các bạn có cái câu hỏi nào thì nhớ comment ở bên dưới cho mình uh, mà mình sẽ đọc và sẽ trả lời các bạn mình chúc tất cả các bạn uh, có một cái quá trình học tiếng đức thật tốt và uh, trải qua những cái kỳ thi một cách uh, perfect để uh, có thể nói ngôn ngữ tốt hơn và khi mà các bạn nói được rồi đấy thì các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn về cái văn hóa ngôn ngữ của họ về cuộc sống của họ và những cái điều tuyệt vời mà uh, chúng ta muốn cảm nhận một cách sâu sắc hơn về cái đất nước này ok video của mình cũng dài rồi mình xin phép được dùng video ở đây mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình và Uh, mình chúc các bạn uh, có những giây uh, phút những ngày những tháng những năm thật thoải mái và luôn luôn uh, hạnh phúc với những uh, gì nho nhỏ nhất mà uh, các bạn cảm nhận mỗi ngày mình xin chào và xin gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo bye bye <laughs>